vị và một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca sĩ Chí Tài. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trời ơi, hôm nay sao mà anh bỏ nhỏ ngọt ngào quá vậy anh Chí Tài? Ghê lắm. Thì thôi, mình nghe từ bên trong là thấy sao xuyến luôn đúng không anh Bạch? À, anh Chí Tài ơi, cho em hỏi nhỏ tí xíu, nghe nói mời live show của anh khó lắm, nhưng mà có phải là anh thân với gia đình của Jennifer quá nên là nhận lời tham gia live show ngày hôm nay không anh? Thật ra thì Tài với cô Hoàng Thiên Nga này có một cái kỷ niệm. Cách đây hình như là 2 năm, lúc mà Tài đi tham dự một cái sự kiện thì có một cô bé nhỏ 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 lại chào rồi nói là con là tên là Jennifer, thì muốn chụp hình với chú. Đó, rồi chụp hình xong thì thường thường là chụp xong là khán giả người ta đi. Thì đặc biệt cái cô này là cô chụp xong cô vẫn đứng yên kế bên. Và cô đứng hoài, và những người khán giả khác tới chụp hình với Tài, cô vẫn đứng yên cạnh Tài và có cười. Dạ, và Tài cuối cùng, nhiều người như vậy thì có một cô còn nói, con à, con bây giờ con có thể đứng ra chút xíu để cho cô chụp với chú được không? Lúc đó cô mới chịu bước ra. Thì đó là cái gì? Đó là một cái người fan của mình mà thì coi như là quá thương mến mình, là quên đi là cái chuyện chụp hình xong phải bỏ đi. Và sau đó thì mỗi lần cô Nga này cô đi diễn ở đâu, cô đều text cho Tài, gửi hình là bữa nay con hát ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu. Thì do đó là Tài thân với cô Hoàng Thiên Nga trước, rồi sau đó mới biết mẹ cô Hoàng Thiên Nga. Đó là cái tình thân. Thành ra khi mẹ cô Nga mời Tài tham gia cái live show này thì Tài đã thu xếp. Thật ra là sau cái này là Tài, sau khi là Tài hát, đúng là Tài hát chót. Nhưng mà Tài xin hát đầu là cái gì? Bữa nay là 12 giờ Tài phải đáp máy bay đi Mỹ. Thành ra là được may mắn hát đầu. Yeah, cảm ơn. Thưa quý vị, hồi nãy thì quý vị nghe bài hát dài là chữ ngỡ, là bởi vì là ngỡ, nếu mà ghi ra nó dài lắm, ngỡ rằng yêu, ngỡ rằng quên, ngỡ rằng thương, ngỡ là giận, ngỡ 1000 cái ngỡ luôn. Bây giờ cái bài tiếp theo còn ngắn hơn nữa, tựa đề bài hát song ca Jennifer Chí Tài mang tên ơi. Quý vị có biết tại sao là ơi không? Cái này là ông cắt bớt lời cái chữ người ta nè. Của ta là nhỏ ơi, chứ không có ơi. Nhỏ không cần nói. Bé kia nó nhỏ rồi. Bé kia nhỏ có sẵn rồi cho nên quý vị cho tràng pháo tay. Ơi. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức. Đây là cái bài hát mà cô Hoàng Thiên Nga này cô yêu cầu. Tại vì cô đã có tập guitar, thành ra cô muốn vừa đàn vừa hát bài này với Chí Tài. Chứ thật ra là cái tuổi này mà mình đi hát với cái nội dung này thì rất là nguy hiểm. Đúng không? Phải là cũng phải 10 năm nữa mới dám hát bài nhỏ ơi được. Nhưng mà thôi, quý vị đây cứ tưởng tượng thôi. Và đây là nhỏ. Nhỏ thiệt. Còn đây, nhỏ giả.